Nào, hello Vương. Con nghe thấy cô không nhỉ? Vương ơi, con nghe thấy cô nói gì không? Vương ơi. Nào, Vương, con không nghe thấy cô nói gì à? Vương. Alo. Vương, có nghe được cô nói gì không nhỉ? Vương ơi, nào bật mic lên cho cô nào. Vương ơi. Có nghe được cô nói gì không nhỉ? Bật mic lên cho cô nào, bật mic lên nào. Vương ơi. Có nghe được cô nói gì không? Vương. Có nghe được cô nói gì không nhỉ? Con nghe được cô nói gì không? Sao từ nãy giờ cô hỏi không trả lời nhỉ? Nào sau này Vương vào lớp muộn thế? Cô nghe thấy con nói chưa cô? Cô nghe được rồi, sau này Vương vào lớp muộn thế? Là qua cơ muộn cô. Ừ? Là qua cơ muộn cô. À, nhà con cơm muộn à? Ok. Nào mình học nha. Muộn mới 15 phút rồi đấy. À, đầu tiên chữa bài tập về nhà này. Nào, chữa bài tập về nhà. Nào, nhìn vào đây cho cô nào. Câu hỏi này, mở sách cho cô đi. Mở sách hôm trước mình làm bài tập cho cô nào. Nào, mình có câu gì đây? When do you have a Vietnamese, đúng không? Khi nào thì bạn có môn tiếng Việt? Nhưng mà con lại ghi là what? Là sai rồi, sửa cho cô đi nào. When do you have a Vietnamese? When do you have a Vietnamese? Cô ơi, nhầm với cô. Nhầm với cô ấy. Nhầm đâu, đây là bài con gửi trong nick của mẹ con đây, trên Zalo đây. Mở cái trang mà có What do you have with Vietnam này. Con, đây cô gửi cho con là con nói con thú. Đấy là con, đây là cái bài từ hôm trước nữa mà con nghỉ học ấy, mình chưa chữa. Tuần trước con nghỉ đúng không? Là tuần trước. Nào, mở cho cô cái chỗ mà con ghi là What do you have with Vietnamese này. Sửa lại cho cô. Nhưng mà rồi Sửa lại cho cô hình quen đi. When do you have with Vietnamese?
Nào Vương sửa cho cô đi. When do you have Vietnamese? Nào câu tiếp theo lại sai tiếp. Nào, what do you have a math là sao? Phải là when do you have a math? Khi nào để bạn có môn toán? Gạch chữ what ghi chữ when cho cô nào. When do you have maths? Bên dưới cũng sai tiếp nào. Gạch what đi ghi là when cho cô. When do you... Nào, sau chữ you phải có chữ have. Nào, when do you have music cơ mà. When do you music là gì? Cái chỗ nào, cái câu này nhìn trên màn hình cho cô đi. Thêm cả chữ have vào đây nữa. When do you have music? When do you have music? Xong rồi cô. Nào, chỗ này nữa. Lại what tiếp này, lại sai gạch đi cho cô. Ghi là when. When do you, when do you have cơ mà. Lại thiếu chữ have rồi. Thêm cho cô cả chữ have vào nữa. Nào Vương ơi sửa nhanh lên, mình học bài mới nào, mất thời gian con. Nhớ chưa, chỗ này là I have a eat nào. Viết cho cô, I have a eat on. I have a Friday là cái gì? I have a eat on. Eat on. On Friday and Monday. Sửa cho cô đi. Friday and Monday con viết đúng rồi, nhưng mà mình phải ghi là I have a eat on. Con sửa rồi. Chắc chắn sửa chưa đấy? Sửa được cho cô đấy, nhớ chưa? Mất thời gian quá, lần sau vào lớp đúng giờ cho cô nha. Vâng. Nào mình học tiếp. History. Mình đọc là gì nhỉ? Mình không đọc là history. 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 Nào, history là gì? Cô dạy rồi, history là gì? À, tập đám văn. History là tập đám văn, thật không? Văn học. History là gì? Văn học ạ. Môn lịch sử. Sao lại văn học? Viết lại vở cho cô đi. History 2.1 lịch sử. History 2.1 lịch sử. History môn lịch sử. Now next. Geography. Geography là môn gì nhỉ? Địa lý cô. Đọc lại cho cô nào. Geography. History. Geography. A map helps us study geography. Physics. Now, physics là môn gì? Physics là môn gì nhỉ? Thí nghiệm nào, làm gì có môn đấy. Môn này là môn vật lý. Viết vở cho cô đi. Physics 2 chấm môn vật lý. Mình chưa học môn này đâu, môn này lên cấp 2 mới học. Physics, môn vật lý. My physics teacher is really strict. Physics, môn vật lý. À nhầm, môn... Ờ đúng rồi, môn vật lý đúng rồi. Môn vật lý. Nào đọc lại cho cô nào. Physics. Nào repeat 3 times. Nhắc lại 3 lần nào. Physics. Nào mình sẽ có cấu trúc nha. We have a new grammar structure. Nào mình ghi là gì. What is your favorite subject? Đợi cô một chút nào. What are your favorite subjects? Nào mình sẽ có hỏi một môn thì mình sẽ là what is your favorite subject? Đây là hỏi một môn nha.
My favorite subject is ví dụ này, tiếng Anh, English. Bia vở cho cô đi. Viết vở cho cô bốn câu này nào. What is your favorite subject? Mình dùng what is your favorite subject để mình hỏi về một môn. Môn học ưa thích của bạn là gì? My favorite subject is, for example, English. What are your favorite subjects? Là số nhiều đấy. Hỏi về nhiều môn học. Nghĩa là bạn thích những môn học nào? Thì mình sẽ trả lời là gì? My favorite subjects are music and PE. Mình có thể trả lời nhiều môn, 2, 3 môn trở lên thì mình sẽ dùng trợ động từ A. Cô mới xong rồi. Ừ, viết xong cả 4 câu cho cô chưa? À, chưa cô. Viết cả 4 câu cho cô đi. Rồi. Nào Vương viết nhanh lên cho cô nào. Vâng. Ừ, Phương xong chưa nhỉ? Dạ. Are you finished? No. Now write it quickly. Ok, nào nhìn xem bạn cô nha. Nào, look at my screen nào. What is your favorite subject? Là mình dùng để hỏi một môn học này. Môn học yêu thích của bạn là gì này? My favorite subject is English. Môn học yêu thích của mình là môn tiếng Anh này. Còn what are your favorite subjects? Là dùng để hỏi từ hai môn học trở lên. Nghĩa là gì ạ? Bạn yêu thích những môn học nào? Thì mình có thể nói là mình my favorite subjects are music and PE. Ví dụ thế, ba, thậm chí có thể nói ba môn là my favorite subject are music, math and arts. Do you understand? Con hiểu chưa nhỉ? Nào, bây giờ cô hỏi nhau. What is your favorite subject? My favorite subject is PE and
Không nào, khi mà cô hỏi là what is your favorite subject thì mình chỉ trả lời một môn thôi. Thì nào, bây giờ cô hỏi là what are your favorite subjects? Cô hỏi này thì mình mới trả lời hai môn trở lên. Nào mình trả lời nào. My favorite subject music gì nhỉ? PE. Nào trả lời câu hỏi khác, câu trả lời của cô nào. Music and English. Music and English. Ừ, cô hỏi tiếp này. What is your favorite subject? Bây giờ con bảo là con thích môn lịch sử thì mình nói như nào? What is your favorite subject? E gì nhỉ? Môn lịch sử. E history. Okay, very good. Now, what are your favorite subjects? Con nói là môn học yêu thích của con là môn mỹ thuật và môn địa lý thì mình nói như nào? My favorite subject are art and geography. Geography. Now, bây giờ cô hỏi là what are your favorite subjects? Con nói là con thích môn khoa học, môn lịch sử và môn vật lý thì mình nói như nào? Now, what are your favorite subjects? My favorite subject. Khoa học. Lịch sử. History. Và môn vật lý mình vừa học là gì? And gì nhỉ? Physics. And physics. Okay, good job. Nào mình viết tiếp nha. Nào, viết cho cô ở trong vở đây nào. What subjects do you like? What subject do you like là bạn thích môn học nào đấy? Cũng giống với cậu. What is your favorite subject? Nào, cô viết ra đây. Viết theo cô nha. What subject do you like? Nào viết trong vở cô đi. Để ý nha, chỗ này trên này không có S, còn từ subject ở trên không có S, còn từ subject ở dưới có S. Are you finished? No.
Now, are you finished? No. Write it quickly. Sau đó thì chỉnh lại màn hình để cho cô nhìn rõ mặt của con nha. I can't see your face. Are you finished? Yes. Okay, good job now. Look at my screen. Câu hỏi là gì nhỉ? What subject do you like? Mà từ subject này không có S ấy, là cô chỉ hỏi một môn thôi. Thì con có thể trả lời là I like math, hoặc là ví dụ mình thích môn âm nhạc, mình sẽ I like music. Hoặc what subject có S ở đây này, là cô hỏi con thích những môn học nào? Thì mình sẽ trả lời từ hai môn trở lên, ví dụ như là I like arts and IT. I like arts, IT, and Vietnamese. Do you understand? Yes. Nào bây giờ cô hỏi nhé. What subject do you like? I like Vietnamese. You like Vietnamese. Okay. So what subject do you like? Con nói là con thích môn môn giáo dục thể chất, môn thể dục. Thì mình nói như nào? Môn thể dục, môn giáo dục thể chất. Giáo dục thể chất với môn thể dục cũng giống nhau đấy. Thì mình nói nhỏ nhỉ? What subject do you like? Con thích môn thể dục nào? Môn thể dục là gì? Mình nói là gì? I like PE. Nào, what subject do you like? Mà con thích môn lịch sử thì mình nói như nào? I like history. You like history, okay. What subject do you like? Mà con thích môn vật lý thì mình nói như nào? I like physics. Okay. So what subject do you like? Con thích môn khoa học thì mình nói như nào? You like science. Okay. Now, tiếp nào. What subjects do you like? Nào mình nói từ hai môn trở lên nào. Now, what subjects do you like? Trả lời cho cô nào. Answers my question. What subjects do you like? I like IT, PE, and Vietnamese. IT, PE, and Vietnamese. Now, what subjects do you like? Con bảo là con thích môn địa lý này, môn tiếng Việt và môn toán. Thì mình nói như nào? Địa lý. I like. Địa lý nào? Địa lý tiếng Anh là gì nhỉ? English? Geography. Geography nào? Mình thích môn địa lý này. Môn toán. Môn toán nào? Math. I like geography, math and... Math and... Tiếng Anh là gì? Môn tiếng Anh. Môn gì? English. Okay, now. What subjects do you like? Con bảo là con thích môn môn lịch sử này. Môn lịch sử, môn tin học. Nào Vương, con bảo con thích môn lịch sử, môn tin học và môn tiếng Việt. Thì mình nói như nào? What subjects do you like? I like lịch sử. Toán nào? Khoa học. Science.
Và môn gì nhỉ? Nào Vương đi đâu đây? Môn tiếng Việt là gì? Vietnamese. Okay, good job. Vương ở trên lớp đã nghỉ Tết chưa? Con hết con nghỉ Tết cô. Sao con ở trên lớp con được nghỉ Tết chưa? Chưa. Hết thứ 6 con được nghỉ Tết cô. Nào, đưa nhìn vào cho cô. Đọc cho cô nào. What are your favorite subject? My favorite subject are math and physics. Nào mình đã hiểu. Mình đã hiểu cấu trúc này chưa? Mình đã hiểu cấu trúc what are your favorite subjects chưa? Con hiểu chưa nhỉ? Cấu trúc này nghĩa là gì đây? Môn học ưa thích của bạn là gì đúng không? My favorite subjects are maths and physics. Cấu trúc của tôi là toán và vật lý. Correct. Nào, đọc tiếp cho cô nào. What subject do you like? I like art. Art là môn gì? Môn mỹ thuật. Okay, very good. Nào luyện tập nào. What subject do you have today? I have the Vietnamese. You have Vietnamese. What else? Math and history. English. What else? NIT. Okay, good job. Okay. When do you have an English? When do you have an English? I have it on Monday, Tuesday, and Thursday. And Thursday, okay. When do you have a maths? Maths school. Maths, yes. When do you have a maths? I have it on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ồ, học nhiều thế nhỉ? Học toán nhiều ghê. Now, when do you have a Vietnamese? I have it on Monday and Wednesday. Mondays, không phải mon nha. Monday. Okay. When do you have a PE? I have it on Tuesday and Friday. When do you have a IT? I have it on Thursday and Friday. Thursday and Friday. Okay. When do you have the music? I have it on Wednesday. And Wednesday. Okay. Good job. Now, what are your favorite subjects? My gì nhỉ? My favorite subjects like PE, IT and Vietnamese nè. Đừng có này nhá, mình nói là Nào trả lời lại đừng có này như thế. What are your favorite subjects? I have. Không phải ai, my favorite subjects PE, IT and Vietnamese. Mình phải là my favorite subject are nhá. Phải có động từ to be cho cô. Nhớ chưa? Động từ to be are. My favorite subject are. Now, what subject do you like? Một môn thôi. What subject do you like? Nào, cô hỏi là what subject? I like maths. You like maths. Okay, good job. Nào làm bài tập cho cô. Now, fill in the blank with a suitable word. Bài này nghĩa là gì nhỉ? Nghĩa là gì? Điền từ thích hợp vào chỗ trống đúng chưa? Nào, câu số 1, number 1. My ... Subjects are math and English. My favorite subjects. Okay, very good. Nào, câu số 2, number 2 nào. We have an IT and PE ... Thursday and Friday. Mình điền từ nào vào đây? Thursday and Friday. Good job. Now, number 3.
Play a chấm chấm badminton. Play, 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 play. Play gì? Playing badminton. Okay, good job. They are playing badminton. Phải có động từ ing nhớ chưa? Họ đang chơi cầu lông. Nào, number four. What do you like? What chấm chấm. I like chấm chấm stamp. Cái gì? Cái gì stamps? Collecting stamps. Collecting stamps. Now, number five. What is your chấm chấm? I like swimming and sewing a boat. What is your gì nhỉ? What is your gì? What is your doing? What is your favorite hobbies? Nghĩa là gì đây? Câu này nghĩa là gì? Dịch sang tiếng Việt cho cô nào. What is your favorite hobbies? Câu này có nghĩa là hobbies là gì? Mình học rồi đây. Bạn là gì? Sở thích của bạn là gì đúng không? I like swimming and sewing a bow. Nào, taking nào. Nào, six là gì đây? Number six nào. Taking chấm chấm is my hobby. Taking gì? Taking gì? Taking photos is my hobby. Taking, taking photos is my hobby. Now, number seven. What do you have today? I chấm chấm music. I have music, Vietnamese and history. Okay, good job. Now, tiếp. Number nine nào. He go chấm chấm school from Monday to Friday. He go to school. Now number 10. What chấm chấm do you have on Tuesday? What gì đây? What? What subject? Subject. Nào thì bây giờ cô hỏi Vương, what subjects do you have on Friday? What subjects? I have history, geography. What else? Môn gì nữa nhỉ? Làm kết cục. Now, what subject do you have on Monday? I have Vietnamese, English, math, kết cục. Now, what subject do you have on Thursday? Thursday. What subject do you have on Thursday? Now, Thursday. Vietnamese. Vietnamese. What else? Gì nữa nhỉ? Vietnamese, English. English and? And math. And maths, okay, 11 now. Okay, number 11. Phong and I study in the same chấm chấm. It's Nguyễn Huệ Primary School. Study in the same your school. In the same school. Your school là cái gì hả Phong? Hà Vương. Nào, nghe là câu này nghe là gì đây? Dịch cho cô nào. Translate it into Vietnamese. Câu này nghe là gì? Phong là học sinh trường nào? Ơ linh tinh nhỉ? Còn gì có câu Phong là học sinh trường nào? Phong, and I là gì? Ai là tôi? And là gì? And là và. Phong and I là gì? Phong và tôi Phong đúng không? Phong và tôi. Study in the same school là gì? Học cùng một trường đúng không? Học một trường giống nhau. Mình có thể nói là học cùng một trường đúng không? It's Nguyễn Huệ Primary School nghĩa là gì đây? Nó là trường gì? Trường tiểu học Nguyễn Huệ. Trường tiểu học Nguyễn Huệ đúng rồi. Nào, number 12 nào. Is on Nguyễn Du gì? Nguyễn Du chấm chấm. Naomi School. Sao Nguyễn Du School? Is on đường Nguyễn Du. Naomi School. Nào, câu này cơ mà. Đường Nguyễn Du là gì? Vương. Hả? Đường là gì nhỉ? Nguyễn Du Street. Is on Nguyễn Du Street, nhớ chưa? Is on Nguyễn Du Street. Nào, number 13. I'm planting a new gì đây? A new chấm chấm. New gì? New gì nhỉ? New nghĩa là gì? New trong tiếng Việt là gì đấy con? New là gì nhỉ? New là mới. I'm planting new a new gì?
Tôi trồng một cây mới, đúng không? A new tree nào, câu số 14 nào. 14 nào. We are chấm chấm for school. Nghĩa gì đây? Late for school, late run, late for. Okay, very good. Late for là gì? What is late for? Đúng rồi, chúng tôi đã chậm trễ việc đến trường đúng không? Chúng tôi đến trường muộn. Nào. Bây giờ mình sẽ cô sẽ hỏi lại một số câu hỏi. Nào. What is your favorite subject? What is your favorite subject? My favorite subject is VE Vietnamese. Okay, now what are your favorite subjects? My favorite subject are VE Vietnamese and math. Now what subject do you like? What subject do you like? I like music. You like music? Now, what subjects do you like? What subject do you like? I like the. Nói con thích môn địa lý môn lịch sử mình nói như nào? Môn địa lịch sử cô. Geography. And môn lịch sử nữa. Môn lịch. And gì nhỉ? And history. History. Okay, good job. Now. Okay. When do you have a geography? Geography. When do you have geography? Geography. Now, Emily, I have Thursday. I have it on. Nào nói lại nào. I have it on Thursday. What else? Còn hôm nào nữa không? Hả? Nào what else? Nghĩa là chỉ có mỗi vào thứ năm thôi á. Thursday thôi á con. Nào. When do you have a maths? Maths school. I have it on Monday, Tuesday, Friday, Wednesday, Thursday, Friday. Okay, so now what subject do you have on Wednesday? What subject do you have on Wednesday? I have Vietnamese, maths, geography, let's go. Okay, what subjects do you have on Tuesday? What subjects do you have on Tuesday? I have English, Arts, PE, and Math. Okay, nào bài tập về nhà nha. Bài tập về nhà, hôm nay mình học cấu trúc gì nhỉ? Hôm nay mình học cấu trúc gì đây? What is your favorite subject, đúng không? Mình sẽ lấy ví dụ cho cô. Đây. What is your favorite subject? Cái này cho lấy cho cô hai ví dụ nha. Và what are your favorite subject? Thưa cô, thế nếu cô hai ví dụ một câu bao nhiêu lần? Ví dụ nha, cô bảo này, ví dụ câu đầu tiên cô hỏi là what is your favorite subject, lấy cho cô hai ví dụ, thì mình sẽ lấy ví dụ một cái là ví dụ I like maths, cái ví dụ thứ hai có thể là I like English, hiểu chưa? Có đâu, what are your favorite subject thì mình sẽ lấy ví dụ như là A thì phải nói này, cũng hai ví dụ cho cô này. Cái này sẽ là gì? My favorite subject are English and Vietnamese, đúng không? Ví dụ nhé. My favorite subject are Vietnamese and English. Đây là một ví dụ nha.
Đấy là cho cô thêm hai ví dụ nữa. Và what subject do you like? Ví dụ I like gì đó. Nào Vương, lấy máy điện thoại của mẹ chụp lại rồi về nhà lấy ví dụ cho cô nào. Ừ, lấy máy điện thoại chụp. Vương nào, chụp lại cho cô nào. Ừ, Vương ơi. Nào, chụp lại cho cô nào. Ừ, chụp xong chưa nhỉ? Ừ. Ok, so see you on Friday. Nhớ lấy ví dụ cho cô nhá. Câu này hai ví dụ, câu này hai ví dụ và câu này ba ví dụ cho cô nhớ chưa? Vâng, con chào cô. Ok, so goodbye Vương. Nào mình nói nào, goodbye teacher. Good job. See you on Friday.